Hôm nay, mình sẽ vẽ một logo lấy ý tưởng từ hoa sen. Mình sẽ bật hiển thị dạng lưới cho dễ nhìn. Vẽ hình tròn. Xóa hình nền cho đối tượng, chọn đường viền màu hồng. Sử dụng công cụ Rotate Tool để sao chép các cánh hoa còn lại. Giữ phím An và click chuột trái để hộp thoại hiện ra.